xin chào mọi người. Giá BTC đã sập dưới 61.800. Thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Rõ ràng vừa rồi mà nó chống được trên 61.800 á, thì nó sẽ bay lại lên tới cái vùng 63.000, 64.000, 65.000, rồi sau đó nó cũng sập lại, Thì cái định mệnh mà gọi là sập lại của nó đã được chia sẻ cho tất cả những người đăng ký tín hiệu với tiền Canami ít nhất là 2 tuần trời. 2 tuần trời có nghĩa là 14 ngày mình nói vẫn thông tin như vậy là sẽ sập lại. Sập lại. Okay. Thì cái 2 tuần vừa rồi mình nói nó đã được diễn ra. Okay. Vừa rồi như vậy. Vừa rồi là nó có một sự bay bổng trước khi nó bắt rớt. Okay. Bạn cứ nhìn lại cái chart. Và cho những người mà đăng ký thì rõ ràng những cái thứ này bạn thuộc lòng rồi, bởi vì bạn mình lên lại 100 lần chứ không phải là một lần. Cái con giá vừa rồi nó đi lên như vậy thì nó rờ được tới là 63.850. Đó là một trong những cái kháng cự nó phải rớt, và vừa rồi nó chọn lựa cái kháng cự thấp nhất để nó rớt. Rõ ràng con giá vừa rồi nó bay lên như vậy, vừa rồi mà nó phá vỡ được con giá 65.370 thì nó sẽ bay lên tới 70 mấy ngàn lần. Ok, nhưng rõ ràng chuyện đó không xảy ra. Ok, thì bây giờ mình nói về cái vấn đề mà gọi là hiện tại đi ha. Vừa rồi xe giá đánh vỡ 61.830, và không chỉ là mình cung cấp tín hiệu không thôi, cung cấp tín hiệu cho cộng đồng người Việt Nam, những người nào đăng ký thì đã mình bạn đã nhận bao nhiêu cái video trước khi nó sập như vậy, và gọi là 2 tuần hơn nói về cái vấn đề cái sóng đó là cái sóng số mấy. Cái sóng vừa rồi nó sập xuống, nó đang được diễn ra là cái sóng số mấy. Ok, cái sóng hồi đó. Ok, phải xảy ra. Ok, ở đây thì mình sẽ không cho bạn cái sóng số mấy. Ok, nhưng giá ngay bây giờ đang nằm ở 60.600. chuyện gì xảy ra vừa rồi, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Chứng minh tới đây là nó sập thêm một khúc nữa. Và nếu mà nó sập tới một khúc nữa thì nó sập tới cái vùng bao nhiêu? Thì cái vùng đó là cái vùng gì? Cái vùng cho cái nhóm đầu tư dài hạn. Ok, cái vùng cho mua rẻ bán cao, cái đó cái vùng cho gọi là cơ hội ở ngoài thị trường. Lúc có máu là cơ hội mới có, lúc giá cao thì không có cơ hội, lúc giá thấp thì nó mới có cơ hội. Ok, máu có nghĩa là thị trường nó sập. Thì nhưng nó có những cái mốc giá ngay bây giờ, những cái tính toán. Và vừa rồi như vậy là nó có một trường hợp mới đang xảy ra trên cái màn hình ngay bây giờ. Và vừa rồi là mình đã làm cái tín hiệu trước khi mình rời nhà, nó đã gửi qua cho tất cả những người đã đăng ký. Cái trường hợp nó đang xảy ra ngay bây giờ, rõ ràng là không phải là sập thêm nữa. Ok, không phải. Ok, cái trường hợp đó thì bạn phải coi tín hiệu thì bạn mới hiểu. Mình đã nói rồi về tín hiệu của BTC, của tiền điện tử, của Ethereum, của những cái đồng altcoin. Cái sự chính xác của nó, mình nói về tín hiệu spot không thôi, không nói về những cái thứ khác nha. Nó lên tới 90-95%. Làm thế nào để xác thực? Làm thế nào để kiểm tra? Coi cái video 16 phút. Không nên tin bất cứ một người nào trên mạng xã hội, cũng không nên tin cái khuôn mặt này. Chấm hết. Khuôn mặt này nhìn thấy nó đều đều sao đúng không? Okay. Đừng có tin. Coi cái video 16 phút. Bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên, bạn muốn có được tự do tài chính, bạn muốn tất cả mọi thứ bạn muốn hết, đúng không? Bạn muốn. Thì bạn phải bỏ cái thời gian 16 phút rồi bạn coi, sau đó bạn bỏ vài tiếng chơi, vài ngày chơi ra để xác thực cái tín hiệu trước khi tham gia. Và tất cả những cái tín hiệu đó, bạn có 17 tháng ngay bây giờ để xác thực tín hiệu. Nó đều nằm ở trên tiền Academy YouTube, mình đã làm cái ngàn cái video nói về cái video 16 phút và nó đang nằm ở đâu. Thì chủ yếu bạn có muốn ngó nó hay không? Ngó nó không? Tín hiệu chính xác lên tới 90-95%. Mình đã làm cái vấn đề đó từ tháng 1 năm 2023 đến giờ, cung cấp cho anh em, cho cộng đồng người Việt Nam. Từ con giá 17.300 đến giờ. Làm để sao nào xác thực, coi cái những cái video trước khi nó sập, mình nói nó sập. Trước khi nó lên, mình nói nó lên. Trước khi nó nhúc nhích, mình nói nó nhúc nhích ở cái đoạn này. Vân vân và vân vân. Trước khi nó đóng băng đi ngang, mình nói nó đóng băng đi ngang. Vậy thôi, chứ mình không biết nói làm sao.
bạn muốn thắng cuộc chơi, bạn coi cái video 16 phút. Nhớ, mình đã nói rồi, kỹ sư bác sĩ trên trong trái đất này nè, chứ không phải là nước Việt Nam nho nhỏ của mình nha. Bên châu Âu, bên Mỹ đang những người kỹ sư bác sĩ, người ta nghỉ việc, cơm áo gạo tiền người ta, người ta ngồi ở nhà để người ta cập nhật tín hiệu của mình bên mình, để người ta chốt đơn và không đóng thuế. Thế nào là vậy? Thì bạn có nên coi cái video 16 phút hay không? Mình nghĩ là bạn nên. Nếu bạn muốn gọi là cơm áo gạo tiền, nghèo chỉ cứ biết nghèo không thôi, đừng coi cái gì hết, đừng quan tâm những thông tin mình chia sẻ. Còn bạn muốn giàu sang, của cải, vật chất, tự do tài chính, ok, rồi bạn có thể làm những cái thứ mà bạn muốn, mong muốn trong cái cuộc đời còn lại của bạn, thì bạn bắt đầu từ cái video 16 phút và sau đó bạn bỏ thời gian ra để bạn xác thực những cái tín hiệu, ok, rồi sau đó bạn phải nhảy vô để tham gia. Rõ ràng cái giai đoạn mà cơ hội thì nó đang nằm trước mắt nha, cho nhóm đầu tư dài hạn. Mình đã nói rồi, cái nhóm đầu tư dài hạn, nhóm spot là hai cái nhóm quan trọng ngay bây giờ. Đầu tư dài hạn có nghĩa là bạn phải mua thấp bán cao, và ngay bây giờ nó đang trong cái đoạn rất thấp và chuẩn bị tới đây thấp như thế nào nữa. Và nhớ là nó có chỉ có đâu 20 mấy đồng để có thể thu gom được thôi, còn tất cả những cái đồng kia là rác, thì bên mình cung cấp những cái đồng đó cho bạn để bạn mua, bạn nắm giữ, mua với giá rẻ nhất nắm giữ và bán với cái giá cao nhất có thể trước khi nó sập. Thì bên mình là cái nền tảng cung cấp những cái thứ thế cho bạn. Bạn muốn những cái tài khoản của bạn lên từ 5x cho tới 50x thì chắc chắn 1 triệu% là bạn cần những cái thông tin bên mình. Mà mình đã nói rồi, một đứa bé 7 tuổi vẫn có thể làm cái vấn đề đó. Bởi vì sao? Bên mình cung cấp hết tất cả mọi thứ. Chừng nào mua, bên mình kêu bạn mua. Chừng nào bán, bên mình kêu bạn bán. Và bạn chỉ có việc ấn vài nút trong cái máy của bạn để mua. Vậy thôi chứ không gì hết. Rõ ràng cái nhóm đầu tư dài hạn, cái đồng tiền bạn rót vô là bạn phải mua và nắm giữ. Hết năm, hết luôn nha. Hết năm 2020, hết năm 2024 qua khoảng cả tầm giữa năm 2025 lận. Chừng nào bên mình bán thì mình cung cấp cho bạn bán. Vậy thôi. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này. Chuẩn bị tới đây là mình sẽ quay lại văn phòng để chia sẻ, đẩy ra những cái tín hiệu, ok, cho anh em. Nhớ tín hiệu của Solana sẽ được miễn phí ngày hôm nay. Không sao hết, bạn cứ theo dõi cái tín hiệu miễn phí đi, tín hiệu Solana, coi thử nó có chuẩn hay không. Theo dõi nó vài ngày, coi nó quá chính xác, từ từ tham gia cũng được. Nhưng cái tín hiệu sẽ được miễn phí. Sau khi mình quay phim xong cái video tín hiệu, mình sẽ bỏ nó lên trên cái nền tảng Tiền Academy YouTube, và tất cả mọi người có thể coi và áp dụng nó, có thể chốt đơn trong những cái giờ tiếp theo. Áp dụng để chốt đơn trong những cái giờ tiếp theo. Vậy thôi, xin chào.